Cái này là bên Dương Châu. Dương Châu và Chí Thống Kỳ Đội. Bên đây là Tài Nhỏ. Giữ đầu dò cho chùm dên qua đầu dò. Tài Nhỏ không qua banh, đúng không? Điểm số cho chùm dên 1-0. Quá hay, quá lừa. Điểm cho Chí Thống 1-1. Quá hay cú lừa đội của chùm dên. Điểm cho chùm dên và Tài Nhỏ 2-1. Quá hay, tiếp tục đội cú lừa của Dương Châu chết chùm dên trực tiếp. Điểm số là 2-2. Tài Nhỏ giữ cái gật rất tốt nha quý vị. Bên kia Lusabu là Vusabu. Ai kỳ ai đá, không biết ai đá ai kỳ luôn. Bên kia rối tung não. Điểm cho chùm dên 3-2. Chỉ thấm kỳ hỏng banh rồi, không qua lưới. Điểm cho chùm dên 4-2. Quá hay, chùm dên cú bóng thành công. Phải nói là chùm dên cú như bóng rất tuyệt vời nha quý vị. Tài Nhỏ giữ đầu dò rất là chuẩn. Ngực của Tài Nhỏ còn hơn cái kỳ luôn. Hiện tại thì đài sân Trùng Bò hiện tại bây giờ là 21:00, nhưng khán giả vẫn còn rất là đông đủ. Điểm tiếp tục là 4-2 cho chùm dên. Bên kia Dương Châu đội cũng không khác thua chùm dên nha. Tiếp tục bóng vào sân nữa rồi. Điểm số là 5-2. Quýnh 10 điểm à. Set banh này chỉ quýnh 10 điểm thôi nha. Anh thua vẫn đánh. Cho khán giả cùng xem. Phải nói là Tài Nhỏ giữ đầu dò rất tốt và chuẩn. Quá hay, bóng vào sân trực tiếp. Cú đội của chùm dên rất là nghiệt, đội vào những lỗ không người. Thế nên bộ đôi của chùm dên và Tài Nhỏ đang đứng đầu Việt Nam với môn phái đầu dò. Môn phái đầu dò hình như là chùm dên và Tài Nhỏ bây giờ là không ai là đối thủ hết. Tiếp tục điểm cho chùm dên và Tài Nhỏ 7-2. Lại là sở trường của Dương Châu, chấm banh tại chỗ. Điểm cho Dương Châu 3-7. Tài Nhỏ hình như là giữ đầu dò hơi ngợp banh cho chùm dên nên không có lưới. Điểm số 4-7. Chùm dên cái ngực rất là chuẩn luôn. Đưa banh lên còn hơn là kỳ tài. Quá hay, quá tuyệt vời. Chùm dên phải nói là đội đầu dò ảo diệu. Không biết đội dài hay đội nhỏ. Đội cái đầu như là lướt sóng. Điểm số là 8-4 cho chùm dên. Rất tiếc Tài Nhỏ cứu anh qua sân thì sẽ thua nha. Vì Tài Nhỏ giữ đầu dò không qua lưới được. Nếu qua sân là thua. Điểm tiếp tục 5-8. Bộ đôi chùm dên Tài Nhỏ hình như là không có đối thủ thiệt.
quá hay, quá xuất sắc. Trầm Dân đội banh lừa tất cả mọi người xung quanh luôn, lừa luôn khán giả luôn nữa, không biết đi đâu hết. Điểm cho Trầm Dân là 9-5. Xe banh này quánh 10 điểm tới. Có lẽ như pha phòng thủ vừa rồi của tài nhỏ câu C2 ý gì sơ hở nên đá cái giò ra ngoài sân. Điểm lại cho Dương Châu 6-9. Trầm Dân giữ ngực rất tốt luôn. Quá hay. Quá hay. Dương Châu bay đã thôi giờ, hình như là y như đập tay. Điểm về cho Dương Châu và Chí Thống 7-9. Cú lựa Trầm Dên rất hay nhưng vẫn không chết được Chí Thống nha. Tấn công. Quá hay cho tài nhỏ rồi, phòng thủ rất là lợi hại. Quá hay. Bóng ngoài sân nha, bóng ngoài sân. Cú lùa Trầm Dân đứng hình Dương Châu và Chí Thống. Nhưng rất tiếc bóng ngoài sân. Tiếp tục điểm số là 8-9. Rất tiếc rồi. Chị Thấm kỳ bóng hỏng, điểm cho Trầm Dên 0-8. Sivan đã quýnh 10 điểm mà. Ủa 12 luôn rồi. Sivan quýnh 12 điểm quý vị ơi. Tiếp tục ngang điểm 18. Kỳ bành quá tốt, quá đẹp. Pha đội dự đội của Dương Châu đứng hình Trầm Dên và tài nhỏ. Điểm cho Dương Châu 9-10. Quá tốt. Tài nhỏ thủ cái giò rất là tỉnh, rất là chuẩn. Tiếp tục tấn công Dương Châu, không chết được tài nhỏ và Trầm Dân. Cú chấm sở cho Trầm Dân cũng vẫn không chết. Quá hay, quá xuất sắc cho Dương Châu. Điểm không đều. Xe bành quá hấp dẫn, quá gay cắn và kịch tính của gì ơi. Chờ đón xem cái trận này ai thắng ai thua nha. Ai tấn công ai phòng thủ. Tiếp tục 10 đều. Quá hay, cú phát của Dương Châu làm bung bàn tài nhỏ vào lưới. Trầm Dân không thể cú bắn qua sân được. Điểm cho Dương Châu và Chí Thống 11-10. Điểm 11-10. Cú sở trường của Trầm Dân lại lên tiếng. Chấm nhỏ rớt tại đầu lưới. Điểm về 1 điều. Trái cuối cùng. Trái cuối cùng nha quý vị. Hấp dẫn và kịch tính đây. Trầm Dân phát bóng. Quá đẹp, quá hay. Tài nhỏ quá xuất sắc, cú banh quá tuyệt vời rồi. Rồi pha tấn công Dương Châu thành công hay không đây. Quá xuất sắc, quá hay rồi. Dương Châu hình như bay lên không đợi đầu giò luôn. Không đợi, hình như đập tay hay gì quý vị ơi. Set banh này là Dương Châu và Chí Thống thắng bên tài nhỏ tỷ số là 12-11. Từ đầu đến cuối là tài nhỏ Trầm Dên dẫn điểm nhưng vẫn không thành công. Vẫn không thắng nổi Dương Châu và Chí Thống nha. Phải nói Dương Châu đầu giò quá xuất sắc, quá chuẩn. Chí Thống phòng thủ kỳ cũng rất là hay nhưng những cú lừa của Trầm Dên cũng lừa được vài trái. Rồi xin chào quý khán giả nghe. Nhớ le và xe và le kênh Cắt Ké Tây Ninh. Và đây là khán giả trung thành bên Trầm Dên và tài nhỏ.